Ngày hôm nay mình sẽ test thử cho các anh em cùng xem sản phẩm Doctor Martin ở bên shop mình. Đây là đôi màu da bò ở bên shop mình. Đôi này bán cực kỳ chạy bên shop mình nha các anh em. Đây, mình sẽ test thử cho các anh em. Đây, cái đế của nó đây được làm bằng cao su cực kỳ êm ái luôn á. Êm lắm, dẻo lắm các anh em. Các anh em đi đôi này thì êm mà nhún cực kỳ đã. Logo của chính hiệu Doctor Martin. Đây là da bò, mềm lắm, cực kỳ mềm các anh em, mềm lắm. Đây. Với cái sản phẩm này thì các anh em càng đi thì càng bóng nha. Càng đi thì càng lên nước bóng á. Đây là Doctor Martin. Ok, bây giờ mình sẽ mang thử cho các anh em. Quên, cái đế này được làm bằng da bò nha các anh em, nên các anh em đi cực kỳ êm luôn. Các anh em xỏ chân vào cực kỳ nhẹ nhàng. Chân mình to hơn cái đôi giày này một size á, nhưng mà mình mặc cảm thấy cực kỳ dễ dàng. Cái dây này các anh em buộc á, cầm nơi tay các anh em cực kỳ thích nha. Thích lắm á. Đây. Đây, thấy không? Mình thấy không? Đây, cực kỳ đẹp luôn. Để mình mặc hai chiếc vào cho các anh em xem. Đây, các anh em có thấy không? Đây, một đôi của mình đã lên nước. Đây là sản phẩm vừa mới đập hộp, sản phẩm mới tinh nha các anh em. Nhìn đẹp vô cùng. Sản phẩm đẹp vô cùng luôn á. Đây, các anh em thấy không? Êm lắm nha. Cảm giác đế bằng cao su và cái miếng lót ở trong á bằng da bò. Chính vì vậy mà cảm giác êm lắm. Mặc đôi này mình giúp các anh em cao hơn 4 cm và cảm giác cực kỳ tự tin nha. Đây. Bên mình thì đang có 4 màu. Màu này, màu da bò đậm, màu nâu và màu đen. Thì các anh em quan tâm thì các anh em có thể comment để đặt hàng, comment số điện thoại. Sẽ có một cô nhân viên cực kỳ xinh đẹp sẽ liên hệ với các anh em. Sản phẩm này có giá trên thị trường là 1,2 triệu nha. Giá ở bên shop mình là bán 1,2 triệu á. Nhưng hiện tại trong cái thời gian này thì shop mình đang sale với mức giá cực kỳ phải chăng cho các anh em. Đó chính là 649.000. Chỉ cần 649.000 thôi thì các anh em có thể đặt hàng ngay một cái đôi giày chính hãng như vậy. Doctor Martin chính hãng. Đây, chính hãng nha các anh em. Và nếu như các anh em đặt hàng ở trong tuần này á thì các anh em sẽ được miễn phí ship cộng với được tặng một đôi vớ khử mùi cho các anh em nha, để cho các anh em tự tin lúc các anh em đi ra đường.